Có nhiều anh chị nói em là Trung ơi, em bán xe đẹp quá. Thì em cũng cảm ơn anh chị, nhưng mà có nhiều anh chị cũng sẽ không nói, nhưng mà em cũng biết là nhiều anh chị nói là thằng này nó bán xe xấu quắc à. Nhưng mà không phải, con xe nào nó tùy vào cái giá trị con xe đó, nó có cái giá tiền khác nhau. Như con xe này, một em siêu phẩm em vừa mới về, nhập ý 150, số máy là 108. Series 108 thì năm 2011, nhưng mà xe này đăng ký lần đầu năm 2018. Xe đi đúng đồng hồ 3710 km. Đây, 3710 km của quý vị nha. Đó, em quay số máy của quý vị xem. Đây, số máy của nó là 108 của quý vị nha. Thì cái này nó hơi khó thấy chút xíu. 108, nhập ý 108, 150. Đó, ốc tán lắp rồi đây, rất là đẹp, rất là xuất sắc. Em sẽ đi từ trước ra sau cho quý anh chị xem tham khảo xe này. Quý anh chị mình mà có nhu cầu mà mua, có ý định mà mua xe mới á, thì tham khảo qua em xe này thử nha. Đó, đầu tiên là em quay cặp vỏ xe. Thì đi 3.000 mấy thì mình phải coi cái cặp vỏ. Đây, chỉ ngang rồi nó còn đây quý anh chị. Em hơi dính cát một xíu. Chỉ ngang rồi đây nó còn rồi đây. Đó, quý anh chị thấy không? Đó, chỉ ngang rồi còn nha. Còn cái viền đây nè, quý anh chị xem nè, gai viền nè, và cái cao su dư cái viền này nó cũng còn luôn. Nó, và quan trọng là nó đúng đát của nó vậy nha. 2011, tuần 17 năm 2011 đúng đát. Đó, thì nó mới là đẹp, chứ còn vỏ mới bây giờ thì không nói nha. Đó, đúng đát. Tuần 17 2011. Dàn phuộc của nó là phuộc zin đây, quý vị thấy nè, dàn phuộc nước sơn zin nè. Nước sơn zin của nó sẽ rổ 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 như thế này, quý vị nhìn kỹ là sẽ thấy. Cây cốt của nó cũng là cây cốt zin luôn, rất là đẹp. Dĩa dùng rồi đây, nó 3.000 mấy cây. Đó, ốc tán dĩa nè. Đó, còn rất là đẹp. Đây, những ốc heo dầu rồi đây. Đó, rất là long lanh lóng lánh của anh chị nha. Của anh chị mình mua xe mới thì tham khảo em này là đúng bài luôn. Đó, dàn phuộc nè, ốc phuộc nè, đó. Cực kỳ đẹp, cái thanh phía trên của anh chị thấy không? Còn 7 màu lóng lánh luôn. Rồi, qua bên này. Của anh chị xem nè. Đáp phuộc cũng còn luôn nè. Đó, một cái phuộc zin luôn nguyên bản của quý vị nha. Tán bánh chưa mở nè, đó. Tán bánh trước sau là chưa mở luôn. Nhông nhông công tơ mét đồ cũng zin nè, nhông công tơ mét còn zin nè. Còn zin nguyên bản, nhông công tơ mét còn zin, dây công tơ mét còn zin luôn. 2011, đúng đồng hồ, đúng đời luôn quý vị nha. Đó, bên này nữa nè. Quay chi tiết của quý vị xem. Tại vì con xe này nó giá trị nên là em sẽ quay chi tiết toàn bộ để quý anh chị mình xem tham khảo khi mà có ý định mua con xe mới thì tham khảo thử cái xe này. Đó, đèn đuốc rồi đây, nguyên bản nguyên zin của nó rất là đẹp của quý anh chị nha. Đèn zin của quý anh chị nha, kính chắn gió zin nè, bao tay rồi zin nè. Đó, bao tay rồi zin nè, rất là đẹp. Hai con ốc tai đây còn zin luôn. Đó, chìa khóa zin thì mình cũng còn hai chìa luôn quý anh chị nha. Đó, chìa khóa zin còn hai chìa, còn kiến hậu zin theo xe luôn. Yên bọng thì khỏi phải nói rồi, ở đây yên, em bọc yên lại luôn. Đây, khóa zin đây còn một chìa trong thùng nữa đây, và xe này gắn sẵn chống trộm luôn. Một cặp kiến zin theo xe, kiến hậu zin theo xe. Đây, quý anh chị xem cái bát yên ở đây nè, đây nè, mút yên này, khỏi tháo thùng rồi quý anh chị nhìn là thấy thôi, khỏi tháo bao bóng luôn. Ta để lọt quả bóng ra đi cho quý anh chị xem. Đó, đây, quý anh chị xem nè. Mút rồi nó còn nguyên bản như thế này. Đó, dưới đây thì nó còn phải cực kỳ đẹp rồi, khỏi phải nói. Nói chung ở trên mà nó còn cái đó thì ở dưới thì mình khỏi phải bàn. Còn yên rồi đây, chỉ rồi xanh lè hết quý anh chị. Đó, một chiếc xe rất là đẹp. Chỉ yên rồi đây nó còn cái này mà. Đó, thì làm sao mà không đẹp được quý anh chị ha. Đó, yên bọng này còn rất là xanh và đẹp của anh chị nha. 3.000 mấy cây số thì con xe nó như mới rồi. Những con xe này thì nó như mới, không phải gọi là xe lướt nữa rồi. Xe lướt là người ta đi vài ngàn cây, con xe này cũng vài ngàn cây, nhưng mà đối với SHI thì gọi là như mới rồi. Đây, nắp xăng này của anh chị thấy nè. Đó, nắp xăng còn như thế này, còn rất là đẹp như thế này.
bảy màu đồ hết của anh chị nha, cực kỳ là xuất sắc luôn. Thì của anh chị mình mà ưa những em xe đời cao, mà xe mà muốn mua xe thùng á, bây giờ xe thùng nó nằm tầm giá 400 mấy, 500 mấy, 550 của anh chị nha. Thì 109 á, thì giờ người ta bán ra cả chừng 600 mấy, 700. Còn 108 thì có khi có xe người ta bán cả chừng 500 mấy, 600. 600 mấy cũng có của anh chị nha. Đây, bát biết rồi còn y nguyên hết. Chân trống mổ cũng rất là dễ thương luôn. Mổ chút chỗ đây ha. Đó. Lóc nồi rồi đây là nguyên zin hết. Nói chung là nồi niêu là không có mở gì hết của anh chị nha. Nguyên zin, lóc nồi còn zin mà. Đó. Của anh chị xem nè. Lò xo chân trống rồi đây nè. Còn mới toanh như thế này luôn. Đó. Rất là đẹp của anh chị nha. Đó. Ốc lát rồi đây nè. Cực kỳ là xuất sắc. Vỏ sau rồi đây. Thì cái vỏ đinh lốp á, của anh chị để ý nha. Mình để mình không đi nó cũng sẽ bị hư, nó sẽ bị nứt đó, chứ không phải là nó không hư đâu nha. Nhưng mà cái vỏ này còn theo xe, còn cực kỳ đẹp. Đèn đuốc rồi đây, khỏi phải bàn luôn của anh chị, mới tinh hết á. Biển số quận Tân Bình. Biển số thì cũng rất là dễ nhìn. 69892, không có số 6, không có số tử, không có số 7 gì hết á. Thì rất là đẹp của anh chị nha. Đó, lên con xe này đó. Phuộc sau nè, phuộc sau zin theo xe nè của anh chị, zin theo xe nè, cặp phuộc bên kia nè của anh chị thấy nè. Đó, phuộc zin theo xe nó còn rất là đẹp như thế này đây. Đó, xứng đáng là một em xe siêu lướt của anh chị nha. Tuần thứ 16/2011, vỏ sau. Rồi, có một cái mà của anh chị mình hay coi clip của em nói là nhìn vào là biết ngay nè. Mô bình sườn. Mô bình sườn này là gọi là còn trắng trong luôn á. Có những con ở đây nhiều hơn chút xíu, nó ra màu trắng sữa. Còn đi chút xíu nữa nó ra màu vàng. Còn con này là trắng trong luôn, của anh chị thấy không? Mô bình sườn xe này còn trắng trong luôn như thế này. Đó, ốc tán rồi đây của anh chị thấy nè. Rất là đẹp của anh chị nha. Đó. Và đây, những cái bát như thế này thì nó cũng còn nguyên zin nguyên bản hết. Thì ở đây là nó bị oxy hóa, mình dựng trong ngày trong nhà mình không đi nó bị ten, nó bị oxy hóa. Đó. Gấp ghiếc rồi đây là còn cực kỳ đẹp. Nói chung không có phải bàn cái gì hết, xe như mới, em quay của anh chị xem thôi. Đây. Còn mười mấy màu luôn nè. Nó không phải bảy màu nữa, còn mười mấy màu luôn. Mâm lửa rồi đây cũng chưa mở nè của anh chị. Đó. Của hơi là còn cực kỳ đẹp nha. Bô là còn nguyên zin. Bô zin của nó còn màu rất là đẹp như thế này đây. Tại vì 3.000 mấy cây thì nó chưa bao giờ nó xuống màu được đâu. Đó. Ốc trong khỏi phải nói, ốc gánh máy là khỏi phải nói. Đây, em cúi xuống chút xíu. Cô nói gì xem. À, cái bô này. Cái bô này là còn bát rồi, còn nguyên zin hết nha. Cúi xuống xíu, cô nói gì xem nè. Ở dưới xe nè. Đó, ốc tán vào đây nè. Nó còn đẹp cực kỳ luôn. Cái dàn ốc, dàn chân ốc dưới này mà nếu mà xe mà đi nhiều á là nó xấu lắm, nó sẽ bị oxy hóa hết. Đó, của anh chị xem nè. Quay dưới đây của anh chị, quay lên của anh chị xem luôn. Đó, thì những của anh chị mình mà đi mua xe mới, đi tìm những xe mới á thì tham khảo qua em này thử. Bây giờ mà của anh chị đi tìm những em mà 108 mà xe mới á thì nó có thể nó nằm tầm giá chừng 500 mấy 600 triệu. Thì em xe này em bán rẻ hơn xe thùng là 100 mấy chục triệu. Đó, xe này em đang bán giá là 350 triệu em công khai giá luôn. Cho dù là xe lớn, xe nhỏ hay là bất cứ con xe nào em bán là em sẽ công khai giá. Có những xe em không công khai thì nhờ của anh chị alo em một cái. Tại vì hầu hết cả chừng 98% em bán em sẽ công khai giá. Đây, xe này 108 nhập ý 150 series 2011, đăng ký lần đầu năm 2018, đi đúng đồng hồ 3.710 km. Đó. Vỏ dùng là theo xe hết, nói chung zin toàn bộ. Số máy đời cao. Của anh chị có nhu cầu con xe này alo em ha. Số điện thoại em 0979 570 189. Xe cực kỳ đẹp. Của anh chị mình mà có ý định mà mua xe thùng á thì tham khảo thêm xe này, nó rẻ hơn của anh chị được 100 mấy chục triệu, 200 triệu. Đó, biển số cũng rất là dễ nhìn của anh chị nha. Của anh chị có nhu cầu alo em nha. Phải nói là chiếc xe nó quá là đẹp đi, nó quá là xuất sắc đi. Thiệt nhìn không biết nói làm sao luôn á. Tại vì nó như xe mới mà mình đâu
mình đâu có miêu tả gì được nhiều đâu quý anh chị, nó như xe mới hết á. Dạ rồi, em cảm ơn quý anh chị rất là nhiều nha. Quý anh chị mình mới có người thân bạn bè nào mà có nhu cầu mà tìm xe thùng á, mà quý anh chị xem được clip của em thì giới thiệu cho người thân bạn bè giùm em với, em cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Dạ em xin chào và hẹn lại mọi người clip tiếp theo nha. Chào mọi người. Quý anh chị mình có nhu cầu tham khảo thêm xe đắc ý, tham khảo tại website xe shnhap.com. Quý anh chị cứ Google và gõ xe shnhap.com viết liền không dấu nha quý anh chị. Sẽ ra trang web xe ở đây và quý anh chị sẽ tham khảo tất cả các dòng xe. Thì SH ý, SH Việt Kiều toàn bộ đều có đủ quý anh chị nha. Thì ngoài ra thì trong này em có để một là thu mua xe cũ. Thì quý anh chị mình có nhu cầu thu mua xe cũ cứ alo em nha. Còn đây là phụ tùng xe, thì quý anh chị có nhu cầu phụ tùng xe SH nhập ý 150 SH Việt Kiều của quý anh chị, ấn vào cái mục phụ tùng xe trên này nó sẽ dẫn ra cái link có đầy đủ tất cả các đồ phụ tùng của quý anh chị cần. Thì quý anh chị mình có nhu cầu phụ tùng khác cứ alo em, em sẽ cung cấp đầy đủ cho quý anh chị, kể cả quý anh chị mua xe em hay mua xe đâu. Thì ngoài ra thì tất cả mọi loại xe, xe SH, xe 50, xe Taycan, xe số, xe tất cả các loại xe em đều thu mua của quý anh chị nhé. Quý anh chị ở các vùng lân cận như An Bình Dương em cũng thu mua xe hết. Quý anh chị có nhu cầu alo em số điện thoại 0979 570189 của quý anh chị nhé.